Xin kính chào quý vị và các bạn. Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo có thể mạnh lên thành bão. Đến chiều mai thì tâm bão sẽ nằm trên vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, cường độ cấp 8 và giật cấp 10. Sau đó bão sẽ đi theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng đi lên phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới sẽ là từ vĩ tuyến 14,5 đến vĩ tuyến 18,5 độ Bắc và phía Tây của kinh tuyến 111,5 độ Đông. Diễn biến mưa ở khu vực Trung Bộ sẽ có sự thay đổi theo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão. Ở khu vực Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng, mưa kéo dài đến hết tối mai, sau đó giảm dần. Còn từ Thừa Thiên Huế trở ra đến Hà Tĩnh thì sẽ mưa lâu hơn đến ngày thứ Năm. Cảnh báo có điểm mưa to với lượng là trên 300mm, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi cũng như là ngập úng ở khu vực trũng thấp. Từ thứ Sáu thì mưa có thể dịch lên phía Nghệ An, Thanh Hóa và Bắc Bộ. Còn với Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai sẽ tiếp tục có mưa dông xảy ra về chiều tối và cục bộ có những điểm mưa to với lượng là trên 70mm. Cần đề phòng ngập úng cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh có thể kèm trong cơn dông. Bắc Bộ thì phải đến thứ Sáu thì mới chuyển mưa, còn trong ngày mai trời vẫn sẽ chủ đạo là nắng. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và hầu hết các thành phố phổ biến trong khoảng là 29 đến 33 độ. Trên biển, quanh huyện đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Tây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Còn quanh huyện đảo Trường Sa, trời mưa dông vài nơi, gió là cấp 3, cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai.